Tuấn. Trời ơi, sao mà chú nhớ rất thế nhỉ? Hôm chú một cái nào. Đã quá. Nào, kể cho chú nghe là mấy hôm nay ở nhà có gì vui không? Ừ, không có gì vui á. Nhờ? Con chỉ chờ tới ngày được gặp chú thôi, để nhận mấy món quà còn tặng cho mấy bạn của con, mà không thấy chú đâu. Ừ đấy, chú quên mất. Thôi được rồi, thế này đi, lần tới nha, chú hứa với cả Tuấn là chú sẽ làm một thùng quà có rất là nhiều con thú để cho Tuấn tặng tất cả bạn bè trong lớp, chịu không? Dạ chịu. Nào, móc néo nào. Yeah. Trời ơi, đúng là chú nào cháu nấy. Tuấn. Con qua đây với mẹ. Đây là ba của con. Người ba mà mẹ nói với con là đi công tác bao lâu nay đó, chính là chúng ta. Lại với ba đi con. Ba. Ba hứa là sẽ không để mất con một lần nào nữa đâu Tuấn ạ. Đây, xòe tay ra con. Nào, con thử cho xem nào. Con cảm ơn. Đây này, đấy, có đây này, con thả đi, thế. Cảm ơn em nhé, đã cho nhận lại con. Thật ra, gia đình em cũng chỉ muốn biết là anh có thật sự muốn nhận lại con hay không, chứ không phải là cần số tiền đó của anh đâu. Xích chút nữa, anh lại rơi vào cảnh tù tội. Em sẽ rất hối hận. Anh cần tiền thật, nhưng cũng cần một cuộc đời trong sạch, lành lặn để còn cho thằng Tuấn. Em yên tâm đi. Anh có thể tới thăm con bất cứ giờ phút nào. Chuyện của chúng ta thì không thể đâu. Vì sao vậy? Anh tới với Tiên đi. Đó là một cô gái tốt. Hơn nữa, em cũng đang có một hạnh phúc khác rồi. Chuyện giữa chúng ta bây giờ chỉ là liên quan tới Tuấn thôi. Em nói như vậy chắc là anh hiểu chứ. Tuấn ơi, mình đi về thôi con. Nốt một viên nữa. Con chào bác Hòa, con về.
Bye bye con nha. Thưa ba con về. Lại để ba ôm cái nào. Này, nhớ phải đến chơi với ba sớm nghe chưa? Dạ, con biết rồi. À, mà ba nhớ là mấy món đồ chơi bằng gốm để tặng cho mấy bạn của con, chứ kẻ mấy bạn của con nói là mất uy tín nữa. Rồi, ba hứa luôn nha, méo. Rồi, thôi ngoan lắm. Mình về thôi con. À, về với mẹ đi nhá. Cha con đã nhận được nhau. Anh mừng cho em. Nhưng mà em đã mất Liên rồi. Tam, nhân sinh có nhiều thứ không cưỡng cầu được. Hãy trân trọng những thứ gì mình đang có trong tay.